Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2019 Ngày 20 tháng 4, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện Cộng đồng chào mừng Ngày sở hữu trí tuệ, SHTT, thế giới 26 trên 4 tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, tạo động lực về đổi mới, sáng tạo và SHTT của cộng đồng và xã hội Hơn 500 người tham dự sự kiện là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Cộng đồng SHTT các nhà quản trị, doanh nhân, chuyên gia đổi mới sáng tạo, nghệ sĩ và sinh viên nhiều trường đại học. Cao đẳng trên địa bàn TPHCM đây là năm thứ năm Việt Nam tổ chức meeting hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Chủ đề của ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là vươn tới giải vàng, sở hữu trí tuệ và thể thao, với mong muốn tập trung vào việc phổ biến và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về một khía cạnh mới trong việc áp dụng những luật bảo vệ SHTT vào ngành kinh doanh thể thao, từ đó giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thể thao có thể sáng tạo, phát triển và tăng trưởng tốt hơn. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc nói, đây là khẩu hiệu chọn cho cộng đồng thế giới, nhưng rất hợp với Việt Nam, bởi lẽ là những thành tựu kinh tế, xã hội, thể thao trong giai đoạn gần đây đặc biệt ấn tượng. Sự liên quan giữa SHTT và thể thao có thể thấy từ cách các doanh nghiệp thể thao sử dụng bằng sáng chế và thiết kế để phát triển công nghệ, chất liệu, phương pháp huấn luyện thiết bị để giúp các vận động viên cải thiện thành tích thể thao và thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới. Những vận động viên thể thao có thể tạo ra thu nhập từ các hợp đồng tài trợ với các thương hiệu nổi tiếng, nhờ đó giá trị của các thương hiệu được nâng cao thông qua hình ảnh các vận động viên. Bên cạnh đó bản quyền các giải đấu củng cố cho mối quan hệ giữa thể thao và truyền hình cùng những phương tiện truyền thông khác, đem người hâm mộ tiến đến gần hơn với các hoạt động thể thao. Hiện Việt Nam có 1.897 doanh nghiệp đăng ký 2.622 nhãn hiệu trong lĩnh vực thể thao. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng đây là mảnh đất còn dư địa lớn cho việc phát triển các sản phẩm tạo ra các công cụ, phương tiện trong hoạt động thể dục thể thao. Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra các thể chế, cơ chế mạnh mẽ nhất, phù hợp nhất, khuyến khích bảo hộ thỏa đáng và đầy đủ sở hữu trí tuệ, từ đó hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Ngày sở hữu trí tuệ thế giới, World Intellectual Property Day, viết tắt là IP Day. Ra đời vào năm 2000 khi các quốc gia thành viên của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, WIPO, quyết định ngày 26 tháng 4 hàng năm, ngày mà công ước WIPO chính thức có hiệu lực vào năm 1970, là ngày để các quốc gia cùng nhau gia tăng sự hiểu biết chung về sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới. Kể từ đó, IP Day đã trở thành ngày mà mọi người trên thế giới cùng nhau tìm hiểu và cổ vũ cho những đóng góp của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và những đổi mới sáng tạo vì cuộc sống con người.